Đó rất là giỏi, các vị đó rất là giỏi. Các vị tu nữ ở chùa Pháp thì coi như là toàn là tiến sĩ, thạc sĩ Phật học không à, ở bên Tích Lan với lại ở bên Thái Lan về. Tôi cũng giới thiệu sơ qua cho quý vị biết để sau này ai có nhân duyên muốn xuất gia tu nữ để sống đời sống tu học thì quý vị có thể về tới Vĩnh Long để mà tu học ở nơi đó, thì cái kiến thức của các cô tu nữ ở dưới đó rất là vững vì là do phải nói rằng là rất là nhiều năm các vị đó tu học, các vị đó tu học ở từ thời còn trẻ là mới bị chùa Như Pháp nha, chùa Như Pháp ở Vĩnh Long, chùa Như Pháp ở Vĩnh Long chứ không phải là Vậy thì sau khi chúng ta ôn bài xong rồi thỉnh pháp sư rồi kế đó, và đúng là Như Pháp thỉnh pháp sư rồi kế đó quý vị thỉnh đại đức Tịnh Đạt sẽ lên thuyết giảng về từ ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh. Chúng ta uống một trầm khi ngà nắng thăm măng ngà xê quay dây ná ngà xăm hoa xê mệt cha đi thinh ngà xê quay giá ná xin gia lô các quá ta lô thì nắng thăm na na se quanh giá na xin gia lô cả quạt tha lô chớ sống chớ theo pháp hạ liệt chớ sống mặt buông lung chớ tin theo tà kiến chớ tăng trưởng tục trần. Đó là bản dịch của Hòa Thích Minh Châu. Bây giờ thì theo mời đại đức Tịnh Đạt. Không biết đại đức Tịnh Đạt lên đọc pháp cú với lại để thử biết coi đường truyền ổn định hay không ha. Đạt có đại đức Tịnh Đạt có nghe được âm thanh của chúng tôi và sa thúc bây giờ thỉnh đại đức Tịnh Đạt ha. Sau khi đại đức Tịnh Đạt xong rồi đến các vị Phật tử sẽ tiếp theo. Xin kính thỉnh đại đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính thưa đại chúng, có nghe âm thanh rõ không ạ? Dạ sa thú. Dạ trước tiên Tịnh Đạt xin kính đảnh lễ chư đại đức tăng ni và kính chào toàn thể chư Phật tử đang có mặt trong room kinh pháp cú chuyên đề. Và theo như bài tối hôm nay là một câu câu pháp cú 168. Trước khi vào cái phần câu pháp cú 168 sẽ là cái thời ôn bài của quý đạo hữu các học viên trong room pháp cú chuyên đề để ôn lại bài cũ ngày hôm qua, và sau cái thời gian ôn lại bài cũ Tịnh Đạt sẽ tiếp tục để chia sẻ cùng quý vị câu pháp cú 168. Và bây giờ xin kính mời vị nào tiếp tục để cầm mic ôn bài. Sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa sư Tịnh Đạt. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, dạng đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, kính đảnh lễ sư Pháp Tính, sư Tịnh Đạt, cô tu nữ Thammacari.
Con xin kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 167. Hi năng tham măng na vụt xê quay giá pa ma đề na na sang quá xê mất cha đức thần na xê quay giá na si già lô cá quá tha nô. Hi năng tham măng na xê quay giá pa ma đề na na sang quá xê mất cha đức thần na xê quay giá na si ya lo ka wa tha no hi năng tham măng na se quay giá ba ma đề na na sang quá se mất cha đức thần na se quay giá na si ya lo ka wa tha no chớ theo pháp hạ liệt chớ sống mặt buông lung chớ tin theo tà kiến chớ tăng trưởng tục trần. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hi năng thầm măng na xê quay giá pa ma đề na na sằng quá xê mất cha đức thình na xê quay giá na xí già lù ca quá tha nù chạy theo phóng vật chớ nên đua đòi tham vọng thấp hèn hay chi tin đâu tà kiến ngu si quý gì nuôi lớn hữu di dục trần. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô nghe pháp. Dạ nam mô Bụt Thà, dạ nam mô Tham Bà, dạ nam mô Sang Khà, dạ. Con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lãnh lễ giáo pháp, con kính lãnh lễ Đức Tăng, con kính lãnh lễ đầy đủ pháp tính, đầy đức tịnh đạt. Tịnh Đạt cùng chư tôn đức kính chào quý cô nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con đinh xin đọc ôn bài câu pháp cú số 167. Hí năng thầm măng ná xê quỳ giá phá ma đề sạ ná ná sằng quá xê mít cha đít thuyền ná xê quỳ giá ná xí già lồ cá quá tha nô chớ theo pháp hạ liệt chớ sống mặt buông lung chớ tin theo tà kiến chớ tăng trưởng tục trần. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chạy theo phóng vật chớ nên đua đòi tham vọng thất hèn hay chi tin đâu tà kiến ngu si quý gì nuôi lớn hữu vi dục trần. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và nghe pháp đã ôn bài xong, mến mời bạn trai của sức từ mẫn. Nam mô Bụt Tha giá, dạ con từ mẫn. Con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Dạ con kính lễ đại đức pháp tính. Dạ con kính lễ đại đức Tính Đạt và dạ, cô tu nữ Thâm Má Chá Rí cùng quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Và dạ, sau đây con xin kệ bài 567. Dạ không biết đạo tràng có nghe được tín hiệu con không, sao con thấy cho con xin biết tín hiệu. Dạ xa thú xích rặng đâu. Hi năng tham măng na xê quê giá ba ma đề na na sang quá xê mít cha đích thình na xê quê giá na xì già cổ ca quát tha nộ. Hi năng tham măng na xê quê giá ba ma đề na na sang quá xê mít cha đích thình na xê quê giá na xì hòa lộ ca quát tha nộ.
Y năng thầm măng na xề huệ giá ba mà đề na na sầm hoa xề mít chà đích thình na xề huệ giá na si hòa lộ ca quát tha nộ. Chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Hòa thượng Thích Minh Châu. Chạy theo phóng dật chớ nên đua đòi, tham vọng thấp hèn hay chi, tin đâu tà kiến ngu si, quý vì nuôi lớn hữu vi dục trần. Hòa thượng Giới Đức. Hì nặng thăm măng, hì nặng thăm măng na xê quê gia ba ma đê na na sâm hoa xê mịt cha đinh tinh na xê quê gia na si ya cô la quạt tha nô. Hì nặng thăm măng na xê quê gia ba ma đê na na sâm hoa xê mịt cha đinh tinh na xê quê gia na si hoa lô ca quạt tha nô. Hì nặng thăm măng na xê quê gia ba ma đê na na sâm hoa xê mịt cha đinh tinh na xê quê gia na si gia cô ca quạt tha nô. Hi năng thăm măng na xê quê gia bà ma đê na na sâm hoa xê mình cha đích thinh na xê quê gia na si gia cô ca hoàn tha nô. Ni hằng hi năng thăm măng na xê quê già bà ma đê na na sâm hoa xê mít cha định thinh na xê quê già na si gia cô ca hoạt tha nô. Hi năng thăm măng na xê quê già bà ma đê na na sâm hoa xê mít cha định thinh na xê quê già na si gia cô ca hoạt tha nô. Chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Hòa thượng Thích Minh Châu. Chạy theo phóng dật chớ nên đua đòi, tham vọng thấp hèn hay chi, tin đâu tà kiến ngu si, quý quý gì nuôi lớn hữu vi dục trần. Hòa thượng Giới Đức. Dạ, từ mẫn con đã đọc xong câu kinh. Dạ, có quý sư tăng ni trong đạo tràng và quý anh chị em đạo hữu, và từ mẫn xin xuống mic. Kính mời Phật tử kế tiếp ạ. Dạ, xà thủ xà. Alo. Dạ, con cảm ơn cô Dạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính mình lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Mình lễ đại đức Pháp Tín, đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 167.
Hi lăng tham măng la se quỳ giáp ba ma đề na la sằng qua se mít cha đi thình na se quỳ giáp na si già lù các quát tha lù. Hi lăng tham măng la se quỳ giáp ba ma đề na la sằng qua se mít cha đi thình na se quỳ giáp na si già lù các quát tha lù. Chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặc buông lung, chớ theo chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, bây giờ con kính mời cô Dạng Đông lên mic. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, sa thú lành thai, kính cảm ơn quý vị đã lên ôn kệ kinh số 167. Bây giờ đã tới giờ thỉnh pháp sư. Con xin đọc bài kinh thỉnh pháp sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lọc giả ngày dời chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được ném hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vạn tòa. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tức rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vạn toàn. Dạ, sau đây con xin kính cung thỉnh sư Tịnh Đạt lên giảng câu pháp cú số 168. Con kính xin dâng mít đến sư. Con kính chào. Nam mô. Xin một lần nữa xin được thử âm thanh quý vị có được nghe rõ không ạ? Dạ sa thú. Bây giờ đã là 7:08 để bắt đầu cho buổi giải cứu tối hôm nay. Xin quý vị nghiêm trang để chúng ta lễ Phật. Arahaṃ sammāsambuddhassa bhagavā Puntvantan abhivadeyimi Svakkhato bhagavata dhammo Dhammaṃ namassami Suppatthipanno bhagavato savakasangho Sanghaṃ namāmi.
Trước tiên Trình Đạt xin kính đảnh lễ chư đại đức tăng ni cùng chư Phật tử hiện diện tại room pháp cú chuyên đề. Và như thường lệ, tối hôm nay sẽ là câu pháp cú số 168. Trước khi vào một cái thời giảng pháp thì xin nhắc lại thông báo của đại đức Pháp Tính vừa thông báo đến quý vị là ngày thứ sáu Tịnh Đạt sẽ đảm nhiệm thời giảng pháp cú. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với lại các sư cô tại chùa Như Pháp thì tối thứ sáu hàng tuần bản thân của Tịnh Đạt và các sư cô chùa Như Pháp sẽ thay phiên nhau để đảm nhiệm giảng kinh pháp cú ngày thứ sáu. Và một cái điều nữa, không biết ở trong room hiện tại là 21 thành viên, 21 người đang online, nhưng mà đặc biệt riêng cái nick của tỳ khu Tịnh Đạt á, sư đang nói, đang nghe một cái nick của sư Tịnh Đạt thôi, nhưng mà hiện tại trong của Tịnh Đạt có đến bốn, có một câu hỏi, đó là ba chữ và một cái thiện nam ở lối thường hay tới lui chùa. Thời giảng pháp cú này cũng là cái thời thính pháp của cái nhóm Phật tử tại chùa Tứ Phương Tăng. Như vậy là thân của Nick Tỳ Khưu Tịnh Đạt đã có 5 thành viên. Mong rằng các cái kinh pháp cú, nhất là cái room kinh pháp cú chuyên đề này sẽ được lan tỏa rộng khắp nơi và được nhiều người chào đón. Và kính thưa quý vị, đêm hôm nay chúng ta sẽ lần lượt học từ vựng Pali của câu pháp cú 68 và nghe lại cái chuyện cũng như là duyên sự Đức Phật ngày thuyết câu pháp cú này. Trước khi đi vào chính thức thì bản thân của Tịnh Đạt nhận thấy câu pháp cú 68 và câu pháp cú 69 có một cái nội dung giống nhau và cùng một duyên sự, thì không biết thỉnh ý chư tăng ni cùng các Phật tử ở trong room là chúng ta sẽ đi từng câu một một, tức là chia ra từng câu, hay là sẽ gom lại một một buổi giảng cho cả hai câu. Xin thỉnh ý chư tăng ni cùng quý đạo hữu. Dạ rồi, có ý kiến của Sài Gòn mưa nắng một là sẽ là mình chúng từng câu một. Như vậy không còn ý kiến khác thì sẽ định đạt theo cái thông lệ từ trước đến nay. Phần giảng giải về nghĩa của từ vựng Pali trong câu pháp cú 168 phẩm Thiên Lô Các Quốc á, được trình bày trong quyển kinh pháp cú của đại đức Đức Hiền như sau. Potite potite napamacaya thamang sucaritang care thamacari sukhang seti asming loke paramhija. Potite là hãy tự sách tấn. Potit thành từ cái tiết đầu ngữ uda cộng với lại một cái danh động từ hình thành từ cái căn động từ là tha, có nghĩa là đứng, khi gộp lại thành một cái nghĩa đó là tự sắp tấn, nên sắp tấn. Từ kế tiếp là nappamacaya, không thể buông lung, hình thành từ một cái tiếp đầu ngữ ná và từ pamacaya,
Pamacchaya này cũng là một cái danh động từ, hình thành từ cái động từ Madda, sự say mê. Thammang sucharitang chare, nên thực hành pháp một cách tốt đẹp. Thammang ở đây có nghĩa là pháp. Sucharitang hình thành từ hai từ tiếp tục ngữ su cộng với từ charita, là một danh động từ hình thành từ căn động từ charati, chara cộng ita là quá khứ phân từ. Gặp lại cho một cái ý nghĩa đó là được thực hành một cách tốt đẹp. Chúng ta sẽ gặp cái này một lần nữa khi học câu pháp cú 169. Đó là từ Duccharitang. Xin lưu ý các vị ở đây, khi ngày mai hay là hôm sau các vị có học thì sẽ nhớ cái từ này và gợi nhớ lại cái từ hôm nay. Sucharita, charita là cái việc thực hành. Su là tốt đẹp. Dhammacari sukhang seti asmin loke paramhicca. Dhammacari, dhamma là có nghĩa là pháp. Chari cũng là từ một danh từ hình thành từ cái căn động từ, gọi là danh động từ, là thực hành hay là việc làm, hành động. Tức là người có sự thực hành sống an lạc trong đời này và đời sau. Xin lỗi quý vị, là người có thực hành pháp. Cái từ thứ hai đó là từ asmin paramhi. Asmin là từ được chia cách của cái từ ý đăng, là chỉ ngay cái này. Cái này được ám chỉ cho đời này. Và chữ para paramhi cũng chia theo định sở cách. Từ gốc là từ para là cái kia. Cái này và cái kia cũng một cái hàm ý nghĩa đen và nghĩa bóng, đó là cái đời này và đời sau. Theo bản dịch của Ngài Thích Minh Châu được dịch là nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Và thêm một bản dịch của Ngài Chánh Thân: nên tự sát tấn không thể buông lung, nên thực hành pháp một cách tốt đẹp. Người có thực hành pháp sống an lạc trong đời này và đời sau. Trong cái quyển chú giải kinh pháp cú của Ngài Pháp Minh có chú thích thêm về những cái từ vựng. Thí dụ như là chữ út tít thê ở đây có nghĩa là sống nỗ lực chớ có buông lung, chớ có phóng dật. Thì Ngài có giải thích thêm là nghĩa là với cái miếng cơm mà mình đứng nhận trước cửa nhà người khác. Napamacchaya giải thích là nghĩa là khi bỏ phong tục của hành khất thực lại đi tầm cầu vật thực thượng vị, gọi là người có sự dễ vui trong vật thực mà mình đang đứng nhận. Nhưng nếu đi khất thực theo tuần tự thứ lớp thì gọi là không có sự dễ vui. Hành như thế được gọi là không dễ vui với vật thực mình đón nhận. Đúng với câu là hãy sống theo chánh hạnh, thưa quý vị. Tham măng nghĩa là khi bỏ sự tìm kiếm bất chánh, đi khất thực từng tự gọi là thực hành pháp, tức là khất thực nuôi mạng một cách chân chánh. Và sukhang se ti chỉ sự thuyết giảng rằng khi thực hành khất thực pháp được gọi là thường thực hành pháp trong bốn oai nghi sẽ được an lạc trong đời này và đời sau.
Na năng đút cha ri tăng. À, cái câu này lại là cái câu của cái ngày hôm sau 160, nó trái nghĩa lại với cái câu 168. Thưa quý xin quý vị cho một tín hiệu để cái tín hiệu của tinh đạt vẫn đang tiếp tục ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị. Duyên sự của câu pháp cú 168 và 169 liên quan đến lần Đức Phật về thăm lại kinh thành Kapilavastu, tức là Ca Tỳ La Vệ, quê của Đức Phật. Cái sự chắc quý vị còn nhớ khi mà Đức Phật ngài thành đạo rồi, sau một thời gian ngài trở lại kinh thành nơi ngài lớn lên, thì giống như là một cuộc cách mạng, bỏ thành, bỏ xứ sở, cả đất nước để tầm cao thượng, rồi ngài bố ra và cả thân mình. Đây là một bài học lịch sử, thưa quý vị. Không biết quý vị có từng nhắc cái giai thoại này với một cái bài học lịch sử hay chưa, nhưng riêng bản đạt đây là một bài học vỡ lòng. Khi Tịnh Đạt mới bước vào chân vào chùa, sư phụ của Tịnh Đạt rất là kỹ và đã dạy cho Tịnh Đạt một cái bài học lịch sử trong cái sự kiện này. Đó là khi mà mình đi tu, mình xuất gia đó, là mình rời bỏ gia đình, mình rời bỏ thân bằng quyến thuộc. Mình nói hơi khó nghe một chút, đó là bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ, mình đi tu. Nhưng mà muốn về thăm cha mẹ, mình thăm cách nào cho hợp lẽ? Đây, cách Phật ngài chỉ dạy cho chúng ta. Đó là khi ngài về đó, thưa quý vị. Quý vị còn nhớ là ngài về có đi một mình. Về với các vị đại đệ tử Tinh Văn, về với đại chúng tỳ kheo. Ngài về với một cái sự ngài đã là việc một vị Phật chánh giác. Và cái về của ngài như quý vị, nó mang một cái ý nghĩa rất là to lớn. Nếu trường hợp ngài về một mình thì đương nhiên không có ai có thể làm hại ngài và không có ai có thể trách ngài được. Nhưng ngài chọn cái cách này, cách thức này để là cái hình ảnh mạnh mẽ của tập thể, làm cho toàn thể thân bằng quyến thuộc, dòng sắc giá và dân chúng có một cách nhìn không khinh thường. Cũng giống như trong chúng ta, những vị xuất gia mà chúng ta về quê nhà, nhất là trong nhà thân bằng quyến thuộc có người lớn tuổi, mà đi cùng với mình là một vị sư phụ hoặc là huynh đệ, nhiều vị có một tướng mạo và một cái hình, một cái sự nói năng lưu loát về Phật pháp, rành rẽ trong giới luật, thì cái chuyện mà mình đi chung về như vậy, không có ai dám, cũng là con cháu trong nhà, nhưng mà không có ai dám khinh thường ra mặt. Đó là một bài học lịch sử, thưa quý vị. Và tiếp theo cái duyên sự, đó là những cái hình ảnh, những cái hiện tượng rất là lạ khi mà ngài đã thăm quyến thuộc, thăm thân bằng quyến thuộc xong, ngài trở về ngụ tại cái tịnh xá Nirodha. Hiện tượng lạ đó là khi mà ngài
thị hiện thần thông, đi kinh hành hư không, và có những cái trận mưa màu, trận mưa mà có thể là do tùy ý người đó muốn ướt hay là không ướt, thì cái hạt mưa nó có chạm vào người hay không chạm vào người, những hiện tượng phải nói là có một không hai. Thì những hiện tượng đó làm chấn động cả kinh thành, thưa quý vị. Và sau khi được thỉnh lời, được mời thỉnh cầu của chư tăng, thì ngài đã giải thích về những cái hiện tượng đó. Xin lỗi quý vị, cho sư 2 giây. Dạ, sư đã trở lại. Thì sự giải thích của Đức Phật đã đem lại cái niềm tin rất là hoan hỷ cho đội, cho cái hội chúng đó. Và đến là không ai nhớ để thỉnh Đức Phật ngài về kinh thành. Và thật sự cũng không phải là không phải không nhớ. Bởi vì nhất là Vua Tịnh Phạn là thân phụ của Đức Phật đó. Ngài quá là tin tưởng Đức Phật vẫn là một vị dòng dõi vua chúa, và cũng không biết cái công việc thường nhật của Đức Phật là như thế nào, của một vị Phật, của chư Phật, cái tập tục chư Phật là như thế nào. Đức vua chỉ đinh ninh là xong hôm nay thì sáng hôm sau tự động thì Đức Phật cũng là con của vua, cũng là vua, thì về kinh thành dùng cơm. Nhưng mà không, thưa quý vị. Sáng hôm sau thì Đức Phật vì không được lời thỉnh cầu theo tập tục của chư Phật thì không được phép đến nhà một vị cư sĩ để mà thọ nhận vật thực. Ngài chọn cái phương pháp cùng với chư Tăng đi vào kinh thành để mà khất thực. Thì thưa quý vị, một cái hình ảnh rất rất là bức xúc, rất rất là bị chạm sự tôn nghiêm đối với Đức Vua Tịnh Phạn khi thấy con của mình là một dòng dõi vua chúa ôm bát đi khất thực. Sư dừng điểm này tí xíu, bởi vì có thể quý vị có một vài vị ở đây chưa có từng đặt chân về Ấn Độ và cũng chưa có thể nào hình dung được cái cảnh khất thực. Và nó trắng ra là cảnh ăn xin tại Ấn Độ nó kinh khủng như thế nào, nó kinh khủng khiếp như thế nào. Và cái việc ăn xin nó không bằng cái việc đó là giai cấp, thưa quý vị. Tức là một cái người giai cấp thấp hèn nhất của xã hội mới làm công việc đó. Thì Đức Phật ngài là một vị vua chúa, ngài là một cái vị giai cấp cao thượng, thượng lưu. Với hai cái ý nghĩa đó, khi mà Đức Phật ngài ôm bát trì bình, tức là đi ăn xin đó, thì nó tạo một cái việc mà Đức Vua ngài bắt gặp được, ngài bức xúc lắm. Ngài bức xúc lắm, ngài có ra đến kinh thành để mà gặp, coi như là có một chút phiền lòng với Đức Phật. Tại sao không về cung để mà thọ thực những cái món ăn thượng vị mà đi ôm bát khất thực như thế này? Mặt mũi chẳng còn để đâu, tôn nghiêm của chẳng còn gì nữa. Thì đây là cái duyên sự chính để Đức Phật ngài thuyết tất cả là 2 câu pháp cú 168 và 1 câu 69. Utithe nappamacce ya thammang suci thammacari sukhang seti asmin loke param hi cha. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau.
Một cái câu mà hồi nhỏ Tịnh Đạt được học: chớ coi rẻ hạnh trì bình, chánh mạng độ người có đức tin, vì lẽ người hành theo thiện hạnh, an vui hiện tại kiếp lai lai sinh. Khi nghe được cái câu nhắc nhở về cái cách làm đúng đắn của một vị xuất gia theo tập tục của chư Phật ba đời, đức vua lấy làm rất là làm hoan hỷ và đã chứng đắc thánh đạo thánh quả Tu Đà Hoàn sau khi nghe câu kệ ngôn này. Đấy là phần duyên sự mà chúng ta sẽ được tìm hiểu qua cái phần chú giải Kinh Pháp Cú của Ngài Pháp Minh. Và tiếp theo đây sẽ là phần diễn giải theo cái ý nghĩa trong câu Kinh Pháp Cú. Đọc cái tích truyện duyên sự này thì Tịnh Đạt có một cảm nhận rất là đặc biệt đối với cái việc khất thực, và cũng phải tại vì cái tích truyện duyên sự này nhấn mạnh hoàn toàn về cái việc nuôi mạng chân chánh, thưa quý vị. Một cái sự nhấn mạnh rất là đặc biệt, xem như một cái việc mà ở Việt Nam, nhất là chư tăng và chư Phật tử, khó có thể bắt gặp và cảm nhận được. Mặc dù là ở Việt Nam, không phải nói cách tổ chức của xã hội còn vân vân, nhưng mà cái việc tổ chức bác hội hay là chư tăng đi khất thực còn rất là khiêm tốn so với ba đời chư tăng thực để nuôi mạng. Nếu quý vị có một cái cơ hội đi về đất Phật hay đi qua Myanmar, Miến Điện, đi qua bên xứ Tích Lan là những xứ Phật giáo lâu đời, thì quý vị sẽ bắt gặp đâu đó cái hình ảnh Phật giáo, Đức Phật, Chư Tăng cách đây 2.600 năm. Và Tịnh Đạt thì được may mắn đi học được các nơi như là ở Miến Điện. Cái hình ảnh đầu tiên mà khi Tịnh Đạt đến Miến Điện học, đó là việc đi khất thực. Để mà nuôi mạng á, thưa quý vị, nó không có cái gì để ham thích hết. Nhưng mà do là mình từ nhỏ tới lớn được tu, được nghe, được hiểu, nhưng mà chưa được thấy, chưa được cảm nhận, chưa được trải nghiệm, cho nên cái hình ảnh nó làm mình xúc động lắm. Ở chùa lúc đó ở bên Miến Điện thì ở chùa 8 giờ là bắt đầu chuẩn bị đi bát. Trước đó thì 6 giờ thức dậy tụng kinh, rồi một cái lớp học buổi sáng rất sớm, 8 giờ là chuẩn bị đi bát. Cả chùa thì khoảng 50 vị và chia ra hai đoàn, một đoàn khoảng 20 vị, còn các vị còn lại thì ở lại dọn dẹp, chuẩn bị chỗ ngồi, bàn ghế. Đi khoảng đến 10 giờ rưỡi là về tới chùa, đi sớm sớm trong sớm ngoài. Ở bên đó thì rất là bình thường, quý vị có thể bắt gặp bất kỳ một cái ngõ hẻm, một cái góc ngách trong bất kỳ ở trong thành phố làng quê, cũng thấy chư tăng ôm bát trì bình khất thực. Và đặc biệt là trong bát không có cái gì ngoài cơm, thưa quý vị, không có cái gì ngoài cơm, bát thì đựng cơm, thức ăn thì đựng riêng, tại vì khất thực không phải ăn riêng mà khất thực về ăn cho hội chúng, cho nên phải đựng riêng. Đựng riêng xong rồi về mới chia lại lại cho tất cả chư tăng. Có một lần cái một hình ảnh rất là mạnh trong cái việc cái khất thực đó là trong cái lúc mà cái đoàn của chùa Sư Tịnh Đạt đi á, thì có một cái vị ở chùa khác đi ngược hướng, và cái vị này thì đi riêng lẻ một mình.
Mà khi mà đi ngược hướng như vậy á, thì vị này thấy một cái đoàn chư tăng trên 20 vị, vị này rất là hoan hỷ. Mà đang đi khất thực, cũng là người xuất gia, cũng đầu trần chứng đất, lấy cái gì để làm phước? Thưa quý vị, vị đó đứng lại tắc bạch đoàn chư tăng là xin cúng dường cái phần cơm trong bát, đi khất thực từ sáng tới giờ, cúng đến đoàn chư tăng. Và vị đó chấp nhận là phải đi khất thực lại từ đầu. Một cái hình ảnh rất là đẹp, đó là vị xuất gia sử dụng tất cả tam y hòa hòa bát. Khi trở về Việt Nam sau những năm tháng đi du học á, thì bản thân Tịnh Đàn cũng tự nhắc mình là sẽ như thế nào để tạo lại cái hình ảnh khất thực đó. Và thưa quý vị, xin quý vị cũng hoan hỷ, đó là khi mà về chùa Tứ Phương Tăng tại Bình Phước á, thì chùa thì chỉ có hai huynh đệ với một vài vị ở trong chùa, ở trong hạ thì được bốn vị tỳ kheo, và đã khởi xướng lên cái việc là đi bát khất thực hàng tuần vào ngày Chủ nhật. Nó tạo một cái hiệu ứng lạ lắm thưa quý vị. Ban đầu đi thì do là chùa cũng chưa có tiền lệ, cho nên nhiều người ta cũng không có biết các vị này là ai, ở đâu tới, nhìn mặt lạ quá, mà hình thì trước giờ chưa thấy. Và họ nhìn cái hình ảnh của vị xuất gia cầm bát thì họ hiểu là đi xin ăn, thì họ cũng mang sữa rồi mì gói, cà phê, có nhiều vị đi ngang tạt ngang đi chợ thì cúng xôi, cúng bánh bò, bánh tiêu, tất những gì mà họ có thể cúng được. Và kể cả họ không có chuẩn bị gì, họ cúng tịnh tài thì chùa sẽ nhận, là tại vì cái hình ảnh đi bát mình còn mới quá, mình không dám nhận. Rồi một lần nọ thì đi vào một cái làng mà bản thân chư tăng trong chùa cũng không biết đường đi luôn. Mình thấy một con đường đi thì mình cứ hỏi người ta đi thôi. Thì đi vào tới cuối con đường hẻm cùng thì gặp một cái cô đó cũng nhiệt tình. Cô ra cô hỏi là các sư đi đâu? Các sư nói là các sư đi khất thực, mà do là không có biết đường cho nên đi tới đâu đường tới đó. Thì cô nói là các sư ở chùa không? Nói dạ phải, thì cô cũng biết. Thì cô nói là trước á, thì cô rất là thường xuyên tới chùa, nhưng sau này thì bẵng một thời gian khoảng 2-3 năm nay không có đi chùa. Và hôm nay gặp với sư cô mừng quá, thôi để thỉnh với sư con vô nhà con lấy gạo con cúng. Một cái hình ảnh cũng rất là đẹp trong cái việc đi khất thực. Cái việc khất thực nó liên quan tới cái việc sống chánh hạnh. Riêng bản thân Tịnh Đạt và sống chánh hạnh là điểm mấu chốt quan trọng của câu pháp cú kệ ngôn này, cũng như là mấu chốt quan trọng để mà khích lệ cái công việc, cái việc làm của chư Phật ba đời. Nhờ đó mà Đức Vua Tịnh Phạn phát lòng hoan hỷ và thấu đáo được cái ý nghĩa sâu xa của cái việc chánh hạnh, nuôi mạng chân chánh. Khất thực chỉ là một trong những cái cách, nhưng mà đó là một cách rất là chân chánh để nuôi mạng. Tiếp theo đây, sau đây thì Tịnh Đạt sẽ lần lượt chia sẻ, phân tích với vị về cái việc nuôi mạng chân chánh là như thế nào đối với một vị xuất gia. Riêng cái bài học hôm nay thì vị biếu Phật tử không phải là không được nhắc tới, nhưng mà sư thiết nghĩ những cái bài học này các vị nếu hiểu và cảm thông được cái đời sống của vị xuất gia đó,
nuôi mạng chân chánh là như thế nào đó, thì các vị có một cái lòng tin rất là vững chắc nơi Tam Bảo. Không phải là cái đề pháp, cái bài pháp nói cho người Phật tử thì chúng ta mới học, chúng ta mới tu. Còn cái đề pháp mà nói đối tượng là chư tăng, những vị xuất gia thì nó không có đụng chạm tới mình, thì mình không có lưu tâm để ý. Một cái đề tài rất là đời thường luôn quý vị, rất là quan trọng, không kém. Không kém cái gì? Không kém cái việc là chúng ta bố thí cúng dường, tu thiền, nó không kém phần quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì đây tứ thanh tịnh giới của một vị xuất gia, một vị tỳ khưu. Sư xin nhắc lại đó là việc nuôi mạng chân chánh, nhất là việc nuôi mạng bằng hình thức khất thực. Đó là nuôi mạng, đó là một trong tứ thanh tịnh giới của một vị xuất gia, một vị tỳ khưu tăng trong Phật giáo. Chẳng lẽ thì xin nhắc qua tứ thanh tịnh giới là gì? Thứ nhất là Pati Đề Mục So, tức là Pati Mốc Khá, giới luật căn bản để giữ gìn sinh mạng của một vị tỳ khưu. Thứ hai đó là thu thúc lục căn, sáu trần, sáu cảnh với sáu căn. Thứ ba, nuôi mạng chân chánh. Thứ tư, đó là quán tưởng. Đó là tứ thanh tịnh giới của một vị xuất gia. Cho nên, nói không ngoa đó là việc tu mạng chân chánh nó rất là quan trọng trong cuộc đời sống của một vị xuất gia. Tại vì đó là một trong bốn cái giới mà Đức Phật Ngài đã giảng giải, và một vị tỳ khưu xuất gia được Thầy Tế Độ nhắc nhở chi ly cặn kẽ. Bởi vì thế cho nên một vị xuất gia phải mất ít nhất là 5 năm để sống với vị xuất gia, để sống với vị Tế Độ Hòa Thượng, hiểu rõ về tứ thanh tịnh giới này là như thế nào. Thời gian không còn nhiều thì Thư Tịnh Đạt sẽ đi thẳng vào vấn đề, đó là nuôi mạng chân chánh. A chi quá ba ri su thi si la. Mạng ở đây thì quý vị có thể hình dung đó là một cái sự nuôi mạng. Nuôi mạng là sao thưa quý vị à? Có phải là ăn no, ăn ngon mặc đẹp không? Có phải là để duy trì sự sống không? Hay là nhà cao cửa rộng? Cái nạn ở đây nếu mà hiểu theo xã hội thì nó khác hoàn toàn. Cơm áo gạo tiền, chồng con, rồi tiệc tùng, rồi xã giao, rồi vân vân và các thứ trong xã hội để mình tồn tại, gọi là nuôi mạng. Tức là mình phải có cái nghề, mình phải có cái khả năng kiếm ra đồng tiền, mình phải có khả năng nuôi bản thân, rồi bên cạnh đó mình có khả năng để nuôi chồng, nuôi con, có khả năng nuôi vợ, có khả năng chăm sóc. Nhưng riêng cái từ nuôi mạng ở đây, ở trong cái câu pháp cú này, và riêng đối với từ nuôi mạng của một vị xuất gia, nó là cái sự thọ dụng tứ vật dụng, thọ dụng bốn món vật dụng một chân chánh, không phải do tà mạng mang lại. Và ngay trong cái thời điểm hiện tại này thì cái sự chánh mạng và tà mạng nó là một cái kênh ranh giới đường tơ kẻ tóc, nó không còn phân biệt một cách rạch ròi. Mình có thể cho đó là một cái khó của xã hội, nhưng mà cuối cùng đi nữa thì bản thân, như
bản thân vị xuất gia cần phải hiểu cái ranh giới đó là cái ranh giới gì, để đôi khi chính bản thân tịnh đạt cũng vậy, đôi khi có lấn làng thì cũng biết đường quay lại, chứ không thôi là công an họ thổi à. Thì lúc nãy tịnh đạt có trình bày đó là cái sự nuôi mạng chân chánh bằng cái hạnh trì bình khất thực để nuôi mạng sống qua ngày. Và nuôi mạng ở đây nó cũng có nghĩa là thọ dụng, tứ vật dụng, bốn vật dụng là y phục, thuốc men, chú sứ, vật thực để cung cấp và duy trì cái mạng sống này. Còn duy trì để làm gì thì Phật thì chúng ta sẽ tự hiểu. Còn cái việc vấn đề tà mạng để một hình thức để lột tả và phân biệt được cái ranh giới trắng và đen, khi mà không những là chúng ta chỉ đi trên con đường chính của mình, trên con đường phải của mình, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng phải hiểu cái mặt trái và cái chỗ dơ, cái chỗ lầy lội, cái chỗ ổ gà, cái chỗ mà khó khăn, cái chỗ nào mà chúng ta cần phải tránh. Ta có xa chân, có chúng ta có lỡ bước thì chúng ta biết à đang là, thì chúng ta phải trở lại cái chánh đạo của mình. Và trong cái quyển kinh, quyển sách của ngài Hậu Tông Tứ Thanh Tịnh Giới thì quý vị có thể tìm hiểu một cách rất là rõ ràng và chi tiết. Ở đây thì Tịnh Đạt sẽ xin mạo muội trình bày tóm lược lại cái việc nuôi mạng không có chân chánh. Nó có 6 điều thưa quý vị, thì đại khái đó là nuôi mạng bằng cái cách là khoe pháp bậc, tức là tự khen mình đó, tự khen mình. Rồi có hình thức đó là làm mối mai, làm mối mai. Rồi cái hình thức đó là khen cái người sống cạnh mình. Rồi cái hình thức đó là giả bệnh, giả cách này cách kia để mà tỏ cái lòng thương xót, để nhận sự cúng dường, đón nhận cái thứ vật dụng từ tinh thí. Cụ thể hơn đó là chắc hình thức này thì không biết cái thời giải thích ở đây nó có cái vấn đề gì hay không, nhưng thôi thì giảng pháp thì mình nói theo ý nghĩa của pháp đi. Các vị nên có cái nhìn khách quan. Dạ, nên có cái nhìn khách quan. Ở đây đó là cái trường hợp cụ thể, giống như là một cái vị xuất gia được cái sự thỉnh mời của thí chủ về bốn món vật dụng, tức là một cái thí chủ quen có gọi là thỉnh mời. Bạch sư, nếu mà sư cần cái gì trong bốn món vật dụng, sư có nhu cầu gì thì sư hãy lên tiếng, con sẽ cúng dường. Để đó là một cái đúng luật, một cách làm đúng luật theo tinh thần của giới luật giáo. Nhưng mà cái vế sau đó là cái vế của người Phật tử tính thí, còn cái vế thứ hai đó là cái vế của cái người xuất gia. Cái chỗ này nè, cái đàn tơ cả tóc, cái ranh giới chỗ này mới là chánh đạo hay không chánh đạo ở đây thưa quý vị. Vì đó thay vì khi mình nhận lời như vậy á, khi được tắc bạch như vậy thì mình chỉ cần sa thú. Nhưng mà vị này thì lại không sa thú mà từ chối, giả bộ từ chối thôi chứ không phải từ chối thiệt.
giả bộ từ chối thôi, tỏ ra là à, sư 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 xài điện thoại ai MacBook không xiến con nha sư, mà sư xài ba cái đồ cao sang đẹp đẽ đó làm chi, sư chỉ biết tu thiền thôi. Thưa quý vị, à thì cái lời lẽ đó mang một cái nội tâm, một cái hàm dưỡng về cái sự tu hành rất là lớn. Trước cái sự cám dỗ, mình không nói đây là sự cám dỗ để dụ dỗ, mà là cám dỗ về cái vật chất. Cái lời nói đó nó phải xuất phát từ một vị thực chất là xả ly, thì nó mang một cái năng lượng tích cực vô cùng. Và khi nghe cái lời đó xong thì chẳng những muốn cúng một, cúng hai, cúng ba, cúng bốn, mà bất cứ thứ gì vị đó cúng cũng cố gắng để đáp ứng được. Nhưng mà cái lời nói này còn tiềm ẩn một cái mục đích, đó là giả bộ để người ta xem mình là cao thượng, xem mình là có tu hành, rồi sau đó giống như là không có muốn hưởng ít mà hưởng nhiều đó. Thì đó là một cái hành động được xem là không có đúng đắn, và nói trắng ra đó là một cái hành động sống không có chánh mạng. Và cái đừng trường hợp nữa để dẫn chứng thêm trong quyển sách của ngài Hậu Tông, tự khen và khen người để nhận sự cúng dường. Các quý vị có thấy một số trường hợp sư mà khi mà đọc cái phần giải thích này, bản thân sư cũng nhiều khi mình cũng rơi vào trong trường hợp này, cũng có trong hay không có. Đó là mình không có dám xài đồ sang, đồ đẹp, mình không có dám xài đồ y mới, dèm mới, dép mới, tất cả đều đồ mới, đồ xịn đó, mình không dám xài. Mình xài sợ người ta nói, thật sự ra sợ người ta nói thì ít, nhưng mà sợ người ta không cúng thì nhiều. Nói sư giàu quá, sư sang quá, sư xài đồ tốt không, còn hơn tụi con nữa, con cúng sư gì nữa. Nè, cho nên chứ sao, cuối cùng sao phải nghĩ ra cái cách để mà người ta có sự hậu độ. Tức là trong phòng thì tiện nghi, nhưng mà khi mà ra ngoài xã hội, ra ngoài tiếp xúc thì thanh bần. Thanh bần này thì đối với một vị xuất gia mùa hạnh rất là đẹp, giống như là một vị có tự hàm trong công phu thực hành thiền tụng kinh niệm, từ cái oai nghi giới hạnh, từ cái y phục có cũ, có rách, có mòn, có sờn, thậm chí vị này đi chân không. Thì càng thanh bần đến mức độ nào thì vị càng có cái sự tính tâm, và với sự quý vị cũng có một cái sự là luôn luôn lúc nào cũng muốn lo lắng chu toàn cho cái vị này. Và nắm được cái tâm lý này của người tính thì cái việc sống không đúng đắn thì lại lợi dụng để mà nhận được những cái thứ vật dụng. Đơn giản thưa quý vị, ở đây theo cái bài học lịch sử thì cái việc xuất gia thời bấy giờ xe xua, không phải đua đòi, nhưng mà muốn được cái cảm giác, muốn được cái hình ảnh, muốn được cái gọi là sự cung phụng tốt đẹp từ vua chúa. Quý vị biết đó, thời đó thì vua chúa, các vương tôn công tử, các vương giả, các cái trưởng giả rất nhiều là người Phật tử. Và các vị đó hộ độ, đặc biệt là những vị nào có cái sự và lợi dụng cái tâm lý này, thì có nhiều vị họ không có được cái thực chất, nhưng mà cố gắng tỏ ra cái hình thức, thì như vậy thì nó lại mang đến một cái cách nhìn xấu về Phật giáo. Và Đức Phật Ngài gọi đó là cái việc thực hành không có chân chánh. Cũng như
là cái nghi cũng vậy, tỏ vẻ dáng đi, dáng đứng, dáng nằm, dáng ngồi, nói từ tốn để thu hút tín đồ. Hay là rõ ràng hơn đó là sư không hiểu vì sao cái cách đây 2.600 năm và cái văn hóa Ấn Độ, văn hóa Việt Nam hoàn toàn, nhưng mà những cái lời giải thích ở đây nó lại mang một ý nghĩa không có cái gì là khác hẳn, và cũng như là mới hôm qua, giống như là tìm cái trường hợp là hay làm quen Phật tử rồi hỏi han săn sóc, coi như là quan tâm quá mức, cũng vì mục đích đó là được cái sự tín nhiệm và được sự cung kính trường. Còn một cái điều cuối cùng đó là cái điều mà cảm thấy là hơi ngược ngạo một chút, nhưng mà trong thực tế nếu mà quý vị có để ý thì chắc có thể là quý vị có thể gặp được, đó là sử dụng quyền pháp rất là mạnh, chê bai chửi nhiếc Phật tử sao không biết làm phước, Phật tử gặp sư không biết chào, không biết lại. Cái đó là nhẹ thôi quý vị. Có những cái trường hợp mà mình cảm thấy rất là không có hay cho lắm, nhưng mà cái cách thức đó vẫn được xem nếu là có một cái dụng ý trong đó là vẫn được xem là không có chánh đạo. Thời gian của thời buổi tối hôm nay cũng không còn ở nhiều, thì để tóm lược lại trong cái câu pháp cú 168, duyên sự chính đó là Đức Phật khi về thăm kinh thành Cáp Bất Lão Vách Thú là quê của Đức Phật á, thì ngài đã tế độ vua cha Tịnh Phạn bằng cái hình thức, qua cái hình thức đó là trì bình khất thực, và Đức Phật ngài đã ca ngợi cái hình thức trì bình khất thực đó là một cách nuôi mạng rất rất là trơn chánh của một vị xuất gia, cũng như là theo cái cái tập tục của chư Phật ba đời. Và sau cái thời câu pháp cú đó thì đức đức vua rất làm hoan hỷ khi hiểu và đã chứng quả Tu Đà Hoàn. Và cái hình ảnh và cái cách mạng nuôi mạng chứng đó nó còn lưu truyền đến mãi ngày hôm nay và mãi về sau. Và đó là một hình thức nỗ lực tinh tấn để truyền Phật pháp, thưa quý vị, một hình thức truyền bá Phật pháp vô ngôn, lan tỏa cái hình ảnh một vị xuất gia đầu trần chân đất, một cái vị nỗ lực tinh cần hàng ngày hàng tháng đều đặn, không bỏ, không có vì lý do gì mà bỏ cái việc đi khất thực, đi trì bình để tế độ chúng sanh. Đó là một hình thức duy trì Phật giáo vô ngôn và mang một cái ý nghĩa rất là to lớn, giống như là chư Phật tử, chư Tăng Ni ở Việt Nam mà chúng ta bắt gặp cái hình ảnh chư Tăng cả 500, 1.000, 2.000, 5.000 vị chư Tăng đi phát thì tại Miến Điện. Quý vị có thể bỏ tất cả, xả ly tất cả và mang tất cả tài sản của mình có ngay trong lúc đó, và có thể là mượn thêm bạn bè quý đạo hữu đi trong đoàn để cúng dường đến những cái hình ảnh đó. Mình chẳng biết đó là vị nào, vị sư nào tu hành lớn hạ thấp mà, nhưng cái hình ảnh đó sẽ đánh mạnh vào cái niềm tin đối với người Phật tử, một cái hình ảnh sống chân chánh, nuôi mạng chân chánh của một vị xuất gia. Thì để kết thúc cái thời giảng pháp hôm nay, xin công đức phát sanh, xin chia điều đến chư thiên ngự trong khắp nơi, và xin nguyện cầu công đức này hỗ trợ cho cố thượng tọa tự lực vừa vừa với mất.
tái sinh vào nơi nhàn cảnh, cũng như là được cái sự gặp Phật pháp để tiếp tục con đường tu hành, và cũng như là để Đức Huệ Niệm, vị giảng sư giảng kinh pháp cú vào ngày thứ sáu hàng tuần, đang gặp bệnh duyên, được mọi điều tốt đẹp và mau hồi phục sức khỏe, trở lại với diễn đàn kinh pháp cú chuyên đề để gặp lại chư tăng ni Phật tử. Và kính cũng cũng kính dâng phần phước này đến chư tăng ni, và kính chia đều đến chư Phật tử tại diễn đàn kinh pháp cú chuyên đề. Mong quý vị được pháp thể kinh an và luôn luôn có cái sự tín tâm Phật pháp, và cuối cùng xin cầu pháp được trường tồn. Buddha sa sanang chi rang tithatu. Buddha sa sanang chi rang tithatu. Buddha sa sanang chi rang tithatu. Sa thu sa thu sa thu. Nhà kính mời vị MC trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài Pháp Cú số 168 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh thường tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Và tu sắp bơm mang lăng ra khăn tu sắp bê đê quá tan sắp bơ bút đà nữ phá quê nữ sá đà sá thi phá quân trụ tê. Và tu sắp bơm mang lăng ra khăn tu sắp bê đê quá tan sắp bơ hàm má nữ phá quê nữ sá đà sá thi phá quân trụ tê. Và tu sắp bơm mang lăng ra khăn tu sắp bê đê quá tan sắp bơ sáng khá nữ phá quê nữ sá đà sá thi phá quân trụ tê. Tất cả phước báo có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin do quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Đại Nhẫn cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học Pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng nghe Pháp hồi hướng. Gia ni quá ta sân ti vi ha ra hoa si ni thu bê ga rê bồ thi ga rê ta hình ta hình ta tham ma đa đê na pa quan tu bồ chi ta so thiên ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha ma cha na wa ca cha bích ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ít sa ra Sapana puta sukita pawan tu te Chana puja ye pi chan da sampawa Samse da cha ta athavo papatika Niya ni kang dhamma wa rang patit cha te Sape pi dukkha saka ron tu sangha yang Tatu ki rang sa tang dhammo Dhamma thara cha putka la sang cô hô tu sa mắc cô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khăn tu sắc thầm mô sắp bề pi thầm ma cha ri nô vụt thêm sầm ba phu ni ya ma thầm ma ri ya ba quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào trong nghe Pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học Pháp. Kính chào tạm biệt, nghe xin xuống mic.